Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thông tin về vụ việc bé 3 tuổi bị bạo hành nhốt vào tủ đông. Chiều nay ngày 15 tháng 8, thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tình hình sức khỏe của bệnh nhi chuyển biến tốt, trẻ đã được xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định sau sự cố trên thì tâm lý của trẻ có thể bị ảnh hưởng và vấn đề này cần được theo dõi thêm. Trước đó, vào tối ngày 13 tháng 8, bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt và chấn thương vùng đầu, mặt, cổ. Các bác sĩ đã làm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống, cổ, đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh. Các bác sĩ cũng cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trẻ bị nhốt vào tủ đông lạnh. Bác sĩ khẳng định nếu trẻ không được phát hiện kịp thời thì có thể dẫn đến nguy hiểm thậm chí là tử vong. Sau 2 ngày điều trị, đến hôm nay 15 tháng 8, các tổn thương thực thể của cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, dù vẫn còn sưng nề vùng mặt. Tuy nhiên, về tinh thần, trẻ vẫn còn các biểu hiện kích thích, quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc và ăn uống còn kém. dựa trên những kết quả thăm khám đánh giá toàn diện về thể chất và tinh thần thì các bác sĩ của bệnh viện đã lưu ý gia đình cần thường xuyên ở bên cạnh trẻ để động viên tạo niềm vui và cảm giác an toàn cho trẻ để giảm tối đa các hoảng loạn tổn thương về tinh thần đồng thời tiếp tục theo dõi thêm các ảnh hưởng tâm lý của trẻ về sau